Sau 5 năm phát động, chương trình trao tặng cờ Tổ quốc đến các vùng biển biên giới cả nước, báo Người Lao Động xác lập 4 kỷ lục. Sau 5 năm, báo Người Lao Động đã tổ chức và phối hợp tổ chức hơn 310 sự kiện trên cả nước, trao tặng và ký kết trao hơn 2,1 triệu lá cờ đến 54 tỉnh thành. Kết quả này đạt hơn gấp đôi mục tiêu 1 triệu lá cờ mà ban tổ chức đặt ra từ đầu. Vào ngày 2 tháng 7 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao 4 kỷ lục cho báo người lao động, gồm chương trình trao tặng cờ tổ quốc với số lượng nhiều nhất, hơn 2 triệu lá cờ. Chương trình trao tặng cờ tổ quốc thực hiện tại nhiều tỉnh thành nhất, với 54 tỉnh thành. Chương trình thực hiện nhiều tuyến đường treo cờ tổ quốc nhất, 750 đường cờ, và chương trình thực hiện tuyến đường cờ tổ quốc dài nhất, tuyến đường cờ dài 25 km, dẫn vào khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt căn cứ Cái chanh, xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu.